8 con vật không cánh nhưng có thể bay. Thế giới chứa đựng nhiều điều bí ẩn về sự sống trên trái đất, đặc biệt nhiều hiện tượng tự nhiên và sự sống của các sinh vật mà con người chúng ta vẫn không thể hiểu hết. Và dưới đây là 8 con vật mặc dù không có cánh nhưng chúng vẫn có thể lướt như chim. 8. Ếch cây Brachiopodus badalis. Ếch cây có bàn chân màng to lớn với màn da căng giữa các ngón chân. Bàn chân màng giữ lại không khí ở bên dưới giống như 4 cái dù. Một cú bay của con ếch có thể đạt khoảng cách 50m. Trong cánh rừng rậm rạp, chúng thậm chí có thể lượn giữa các thân cây bằng cách dùng chân quẻ ngoặt trên không trung. Trong khi đang xoay sở, con ếch không thể cố định được cơ thể. Do có cơ thể khá nhỏ nên cú hạ cánh không gây tổn hại gì cho con ếch cả. Năm 2009, một nhà nghiên cứu người Australia đã phát hiện thêm một loài ếch vai mới ở các khu rừng vùng trũng phía nam nước ta, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km, và đặt tên là ếch vai Helen. 7. Sóc bay. Con sóc bay có lớp màng kỳ lạ, kéo dài từ cổ tay cho đến mắt cá chân và hoạt động tương tự như một cây dù. Sóc bay thường sống trên những cây cao to trong những cánh rừng già. Nó có thể điều khiển được hướng bay và cả tốc độ bay bằng cách thay đổi vị trí của cánh tay và chân cùng sức căng của lớp màng. Cái đuôi to bè của nó hoạt động giống như vật ổn định, thăng bằng và cả phanh trước khi đáp xuống mặt đất. Nó có thể bay xa hơn 50m. Với khoảng cách khá xa như thế, nhưng nó chỉ bay vào ban đêm vì nó không đủ nhanh nhẹn để có thể chạy thoát các con chim săn mồi. Những con sóc di chuyển từ cây này đến cây khác để tìm kiếm thức ăn bằng động tác bay cũng có thể giúp nó bảo tồn năng lượng một cách tốt nhất. 6. Mật ống bay. Loài mật này còn có tên là mật bay Nhật Bản hay mật bay Thái Bình Dương. Chúng sống ở phía bắc của Thái Bình Dương, quanh khu vực biển Nhật Bản, dọc theo bờ biển Trung Quốc và Nga, phía nam bờ biển Alaska và Canada. Loài mật này cũng sống ở miền Trung Việt Nam. Mật bay thường sống ở vùng nước gần mặt biển có nhiệt độ từ 5 đến 27 độ C. Chúng có thể bay được khoảng 30m trên mặt nước biển để tránh kẻ thù và tiết kiệm năng lượng khi di cư. Loài mật này khó được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vì chúng có vẻ bị chết khi tách riêng. Chúng ăn sinh vật phù du cho tới khi có thể ăn được cá và các loài giáp xác, thậm chí là chúng ăn thịt lẫn nhau. 5. Rắn bay thiên đường. Rắn bay thiên đường là một loài rắn được tìm thấy ở châu Á. Loài rắn này sinh sống ở Đông Nam Á và Nam Á. Chúng có thể cuộn chặt nửa thân mình ở phía đuôi rồi đột nhiên duỗi thẳng, tạo ra một sức bật để phóng vào không trung như bay. Chúng có thể bay từ cây này sang cây khác với khoảng cách lên đến 24m. Cơ thể chúng có thể làm dạt tối đa để có thể uốn lượn khi đang bay như đang bò trên mặt đất. Loài rắn này dựa vào chiếc đuôi để điều khiển cân bằng, khiến chúng có thể bay xa hơn từ cây này đến cây khác. 4. Cá chuồn bay. Cá chuồn là một họ cá biển thuộc bộ cá nhói. Đặc điểm nổi bật nhất của cá chuồn là vây ngực rất lớn. Nhờ chiếc vây ngực lớn, chúng có thể vọt lên rồi bay trên mặt nước khoảng vài mét. Để vọt lên mặt nước, cá chuồn quẩy đuôi của chúng tới 70 lần mỗi giây. Sau đó, chúng giang vây ngực và nghiêng nhẹ lên phía trên để vọt khỏi mặt nước. Chiều dài đường bay trung bình của cá chuồn lên tới 50m, nhiều con còn có thể bay xa lên tới 200m. Giới khoa học nhận định, cá chuồn phát triển khả năng bay là để thoát khỏi những kẻ săn mồi. 3. Cá đuối bay Mobula. Cá đuối Mobula hay còn gọi là cá đuối quỷ vì có hai chiếc sừng đặc biệt trên đầu, có thể bay lên không trung trong vài giây trước khi rơi trở lại mặt biển. Chiều ngang cơ thể của cá đuối Mobula có thể đạt tới 5,2m, trọng lượng có thể đạt tới 1 tấn. Các nhà khoa học đoán rằng những hành động tung mình của loài cá đuối bay này nhằm thu hút bạn tình. Cá đuối đực có thể nhảy cách mặt nước lên đến 3m, lượn trên không trung vài giây rồi rơi trở lại mặt nước gây nên tiếng động lớn. Không phải tất cả các loài cá đuối đều có khả năng nhảy khỏi mặt nước. Ngoài Mobula, tại biển Trung Mỹ chỉ còn loài cá đuối Manta cũng làm được điều này. 2. Thằn lằn bay Braco. Thằn lằn bay Braco sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Việc chạy trên mặt đất nơi có những kẻ săn mồi đang ẩn nấp có thể gây nguy hiểm cho chúng. Vì vậy mà qua hàng nghìn năm tiến hóa và thích nghi, thằn lằn bay Braco đã thoát khỏi những nguy hiểm trên mặt đất bằng cách bay trên không trung. Chúng được gọi là rồng bay với bộ xương sườn dài có khả năng duỗi thẳng ra hoặc co rút lại. Giữa các xương sườn là những nếp da thường rấp lại rõ ràng dọc theo cơ thể khi không sử dụng. Và mỗi khi bay, những nếp da này sẽ dương lên cho phép chúng lợi dụng sức gió và lướt qua các cành cây một cách nhẹ nhàng. Chúng sử dụng cái đuôi thon dài như một bánh lái để điều chỉnh hướng bay. Mỗi lần xoay sở, nó có thể giúp con thằn lằn vượt xa thêm 9m. 1. Vượn cáo bay. Loài vượn cáo bay còn được gọi là vượn cáo Malaysia. Chúng có họ hàng xa với các loài động vật linh trưởng. Loài vật này vốn có mặt rộng rãi ở các khu rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng đã biến mất từ nhiều năm trước và số lượng còn lại ở Malaysia là khá ít ỏi.
Chúng có bộ màng nối từ chân trước với chân sau và đuôi, gần giống với dơi, giúp chúng có khả năng lướt mình giữa các cành cây với khoảng cách trung bình từ 30 đến 50 m, tối đa lên tới 150 m. Và loài này không có họ hàng với loài sóc bay. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa có sự hiểu biết nhiều về loài vượn cáo bay này. Các nhà khoa học tin rằng sở dĩ chúng có cánh là bởi vì lực tiến hóa. Bộ cánh giúp chúng tìm kiếm thức ăn trên ngọn cây cao, các tán lá và đặc biệt là giúp chúng trốn kẻ thù. Các bạn vừa xem xong video 8 con vật không cánh nhưng có thể bay. Và bạn còn biết con vật nào không cánh mà có thể bay nữa không? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.